Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel xe điện ADB. Như các bạn đã biết, các dòng xe đạp điện, xe máy điện là phương tiện được mọi người lựa chọn để di chuyển bởi chúng gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng, đặc biệt là tiết kiệm chi phí. Xuất phát từ nhu cầu thực tế thì các nhà sản xuất các dòng xe đạp điện, xe máy điện họ luôn thay đổi kiểu dáng và tính năng, đem lại cho người sử dụng những trải nghiệm thú vị nhất. Mới đây, Surica đã tung ra thị trường có mẫu xe đạp điện Fission với kiểu dáng mới lạ, tiết kiệm năng lượng hơn này và dễ dàng sử dụng hơn. Mình nói qua một chút về các thông số kỹ thuật của dòng Fission. Xe được trang bị động cơ 3 pha không chổi than, công suất cực đại lên tới 350W, và xe chạy 4 bình 48V 12A, vận tốc là 35 km/h, quãng đường di chuyển là 50 km trên một lần sạc và thời gian sạc là từ 7 đến 8 tiếng. Đấy, về phần trước của xe, tức là phía vô lăng ấy, được trang bị các nút xi nhan trái, phải, còi và nút tăng chỉnh tốc độ. Đấy, về phần phía đèn thì được trang bị bởi đèn LED, tiết kiệm năng lượng và siêu sáng. Đấy, như các bạn đã quan sát, đây là Surica, yên được dập nổi, hàng chính hãng. Các bạn nhìn nhé. Đấy, về phía tay nắm được trang bị bởi tay nắm thời trang, được bọc bên ngoài bởi một lớp nhôm, nhìn khá là đẹp. Đấy, về phía giỏ thì các bạn nhìn thấy giỏ được làm từ giỏ nhựa cách điệu. Đây là chữ Surica Fission, Surica. Các bạn có để ý không ạ? Phột trước thì được sơn một lớp sơn tích điện mạ vàng, trông khá là bắt mắt. Đó, đây là về phần phía đằng trước. Hãng đã trang bị cho dòng Fission một bộ lốp. Lốp là có kích thước là 18 2.5, giúp các bạn di chuyển bám đường hơn này. Và đây là màu đỏ.